Chào các em nha. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong bài số 5. Cộng hai số nguyên khác dấu. Trang 75, 76. Sách giáo khoa môn toán lớp 6. Tập 1. Và các em nhớ đây là tập 1 nha. Rồi, bây giờ như thường lệ, các em đã sẵn sàng tâm lý để tiếp nhận bài học chưa? Nếu mà các em đã sẵn sàng rồi, nhớ là chúng ta có cuốn tập hay là cuốn vở ghi nhớ và giấy nháp để chúng ta làm bài nha. Rồi, nếu mà các em đã sẵn sàng thì chúng ta sẽ cùng nhau vào bài thôi. Chiu. Đó, bài của chúng ta nè. Các em lưu ý trong bài này thì là chúng ta là cộng là khác dấu, còn trong bài trước là cộng cùng dấu. Thì trong cộng cùng dấu thì có hai trường hợp xảy ra, đó là cộng hai số nguyên có cùng dấu là dấu dương, hoặc là hai số nguyên cùng dấu là hai số nguyên âm, đúng không? Đấy. Vậy thì hôm nay chúng ta lại cộng là gì? Khác dấu, tức là cộng số dương với lại số âm. Rồi, thì trước hết là vào cái ví dụ 1 này, thì chúng ta thấy nè. Trong cái ví dụ này thì nói chung là các bạn đọc thì các bạn hiểu rồi. Buổi sáng là 3 độ thì chiều nó đã giảm đến 5 độ. Đó, vậy thì chúng ta sẽ biết là cái nhiệt độ cái phòng này nó như thế nào. Đó, sáng là 3, chiều mà là 5. Đó, thì chúng ta sẽ thấy là gì? Nhiệt độ nó sẽ gì? Sẽ như thế nào? Đó, vậy thì ở đây thì thầy không có giải thích nữa. Rồi cái này trong sách tương đối là lằng nhằng. Đó, và các bạn cũng đọc để các bạn nắm một chút thôi chứ không cần thiết, được chưa? Rồi chúng ta sẽ tìm hiểu ở cái bài hỏi chấm 1 này, được chưa? Rồi, trước hết chúng ta sẽ giải cái bài hỏi chấm 1 này nhé. Tìm và so sánh kết quả của hỏi chấm 1 này. Thì yêu cầu mình tìm và so sánh kết quả của hai cái phép tính này. Trừ 3 này, cộng với cộng 3. Đó. Vậy thì rõ ràng trừ 3 mà cộng với cộng 3 thì hai cái anh này nó là hai số đối của nhau thì kết quả sẽ bằng gì? Bằng 0 thôi. Được chưa? Đó. Và cái phép tính thứ hai này, cộng 3 lại cộng với trừ 3. Đó, vậy thì chúng ta nhìn đây. 3 và trừ 3 này, nó chỉ đảo vị trí cho nhau. Đây là hai số đối của nhau thì kiểu gì kết quả nó cũng sẽ bằng 0. Vậy thì từ cái này chúng ta có thể so sánh kết quả như thế này. Chúng ta có thể so sánh kết quả, chúng ta nhận thấy điều gì? Kết quả của gì? Của hai phép tính đều như thế nào nhỉ? Kết quả của hai phép tính đều bằng 0, đúng không? Đó. Thì chúng ta chỉ so sánh như vậy thôi. Được chưa? Rồi, sang hỏi chấm 2 nè. Tìm và nhận xét kết quả của họ. Đó. Hỏi chấm 2 nhá. Câu A nè. Ta có hai cái nhận để chúng ta nhận xét này. Cộng 3 nè, tức là 3 cộng với trừ 6. Đó, 3 mà cộng với trừ 6 này. Rõ ràng thì cái loại toán này, đây là cộng hai số nguyên, đây là gì? Khác dấu, đúng không? Chúng ta chưa học. Vậy thì ở đây chưa học thì chúng ta có thể tạm chấp nhận kết quả ở đây là gì? Bằng trừ 3. Còn tí nữa làm sao nó bằng trừ 3 thì chúng ta sẽ quay lại nhé. Được chưa? Rồi, tiếp theo nè. Trị tuyệt đối của trừ 6 trừ trị tuyệt đối của 3. Đó. Vậy thì trước hết để tính được cái này thì chúng ta phải làm sao? Phải bỏ cái dấu giá trị tuyệt đối này đi, đúng không? Vậy thì nó sẽ trị tuyệt đối của trừ 6 thì bằng số đối của nó, tức là sẽ bằng 6. Trị tuyệt đối của 3 thì bằng gì? Chính là 3. Vậy thì 6 trừ 3 sẽ bằng gì? Bằng 3. Vậy thì kết quả có hai phép tính này, đây là trừ 3, đây là 3, thì chúng ta sẽ có nhận xét gì? Đây là kết quả của hai phép tính sẽ là hai số như thế nào? Là hai số này gọi là số gì các em nhỉ? Đối
đối nhau. Được chưa? Đó. Được chưa nào? Rồi. Thầy đánh dấu ở đây nhé. Tí nữa chúng ta sẽ quay lại để chúng ta giải thích xem vì sao ở đây nó lại bằng trừ 3 này. Đó, sao chỗ này nó bằng trừ 3 nhé. Đánh dấu tí nữa. Ta học về nguyên tắc thì chúng ta mới quay lại. Rồi. Câu B này. Trừ 2 cộng với cộng 4. B này. Trừ 2 cộng với cộng 4. Đó. Vậy thì trừ 2 mà cộng với cộng 4 thì các em thấy này, chúng ta đã học chưa? Cũng chưa đúng không? Đây cũng là hai số là gì? Khác dấu. Đây là trừ 2, đây là gì? Cộng 4. Đó. Vậy thì bây giờ cũng giống như câu A trên này thì chúng ta cũng tạm chấp nhận kết quả ở đây sẽ là trừ 2. À, đây kết quả sẽ là 2. À, còn tí nữa vì sao nó bằng 2 thì chúng ta sẽ xem xét sau khi chúng ta tìm được ra công thức. Rồi. Tiếp theo là trị tuyệt đối của cộng 4 trừ đi trị tuyệt đối của trừ 2. Đó, trị tuyệt đối của cộng 4 này, trừ trị tuyệt đối của trừ 2. Đó, vậy thì chúng ta cũng phải bỏ giá trị tuyệt đối. Trị tuyệt đối của cộng 4 thì bằng 4 thôi, đúng không? Và trị tuyệt đối của trừ 2 thì bằng số đối của nó, tức là bằng 2. Vậy thì 4 trừ 2 sẽ bằng 2. Vậy thì chúng ta có kết luận là gì đây? Kết quả của hai phép tính này như thế nào? Kết quả của hai phép tính đều bằng gì? Đều bằng 2. Được chưa? Rồi. Hay là gọi là bằng nhau, đúng không? Đấy. Vậy bây giờ chúng ta sang phần thứ hai này, là cái phần trọng tâm của cái bài này, và chúng ta cần phải nhớ ghi nó vào trong cuốn tập hay cuốn vở ghi nhớ. Quy tắc cộng hai số nguyên khác dấu. Đó. Trong cái tập của mình bữa trước là quy tắc cộng hai số nguyên cùng dấu và hai số nguyên khác dấu này. Nó có hai nội dung này. Nội dung thứ nhất là các em cần phải nắm này. Hai số nguyên đối nhau thì có tổng bằng 0. Tức là cứ mà hai cái số nguyên mà chúng ta cộng mà nó đối nhau. Đó. Hai số nguyên đối nhau. Ta chú ý cái từ đối nhau này nhá, thì đều có tổng bằng 0. Đó, chúng ta xem ở cái hỏi chấm 1 để chúng ta nắm. Đây hỏi chấm 1 này. Đây là hai số nguyên đối nhau này. Đây là trừ 3 cộng 3 cộng 3 trừ 3 thì kết quả của nó đều bằng 0. Được chưa? Đấy, cái này thì chúng ta quá đơn giản để chúng ta hiểu rồi, đúng không? Rồi. Thứ hai này các bạn cần phải nắm này. Cái này thì phải không viết ra nữa mà chúng ta chú ý đây. Muốn cộng hai số nguyên khác dấu nhưng mà nó không đối nhau nha. Ta tìm hiểu hai giá trị tuyệt đối. Đó, bước thứ nhất là bước 1 nè. Hiểu hai giá trị tuyệt đối. À, hiểu hai giá trị tuyệt đối. Đó, chúng ta phải tìm hiệu hai giá trị tuyệt đối, được chưa? Và cái hiệu này thì chúng ta phải lấy số lớn trừ đi số nhỏ. Tức là chúng ta phải lấy số lớn trừ số bé, được chưa? Rồi đặt kết quả tìm được dấu của số có giá trị tuyệt đối lớn hơn. Đó, bước 2 này. Đó, thì chúng ta sẽ lấy dấu của gì? Số có giá trị tuyệt đối lớn hơn. Đó, dấu của cái số mà có giá trị tuyệt đối. Giá trị tuyệt đối lớn hơn. Được chưa? Đấy. Vậy thì ở đây chúng ta ghi cái này vào trong cuốn tập hay cuốn vở ghi nhớ của mình nhá. Hai cách. Rồi, bây giờ chúng ta quay lại cái bài toán này. Được chưa? Các em phải nắm được cái nguyên tắc ở trên thì chúng ta mới làm được nha. À, thầy chỉ làm cái nội dung 2 này trước thôi nè. Được chưa? Và thầy sẽ lấy một cái tờ giấy khác. Ở đây chúng ta có nè. Trừ 2 cộng với cộng 4. Đó, vậy thì
Bước đầu tiên là chúng ta phải tính hiệu hai giá trị tuyệt đối. Vậy thì giờ chúng ta phải tính được giá trị tuyệt đối. Tức là chúng ta phải đưa cái trừ 2 này vào này, trị tuyệt đối của trừ 2 này. Đó, đúng không? Trị tuyệt đối của trừ 2 thì các em biết nó sẽ bằng gì? Bằng 2 này, đúng không? Trị tuyệt đối này của 4 này, trị tuyệt đối của 4 thì sẽ bằng gì? Bằng 4 này, đúng không? Đó, cái này sẽ bằng 4 này. Vậy thì chúng ta đã tính được trị tuyệt đối của nó rồi, đúng không? Vậy thì khi tính được trị tuyệt đối, chúng ta sẽ lấy hiệu hai giá trị tuyệt đối. Tức là lấy, con tắc kè nhà thầy nó kêu, lấy cái trị tuyệt đối mà chúng ta tìm ra lấy số lớn trừ đi gì? Số bé. Vậy thì cụ thể ở đây, sau khi tìm được thì trị tuyệt đối lớn ở đây sẽ là số gì? Số 4 này. 4 nó lớn hơn 2. Vậy chúng ta sẽ lấy 4 trừ đi 2. 4 trừ 2 thì sẽ bằng 2. Đó, vậy thì đây kết quả đúng chưa? Đó, vậy bây giờ cái phần dấu sao này chúng ta đã biết vì sao nó ra chưa? Ở trong hỏi chấm 2 nha. Đó, tương tự như vậy thì hỏi chấm 1. Bây giờ các em cũng tự giải thích được rồi đúng không? Đấy, bởi vì trị tuyệt đối của trừ 6 đây là 6. Trị tuyệt đối của 3 là 3. Vậy thì 6 trừ đi 3 bằng 3 thôi. Được chưa? Rồi, vậy thì đấy là quay lại cái hỏi chấm này cho các em nắm. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành vào tính cái hỏi chấm 3. Được chưa? Nhớ về cái công thức nha. Ta sẽ làm vào hỏi chấm 3 này. Hỏi chấm 3 của chúng ta nhá. Rồi, câu A này. Trừ 38 cộng với 27 này. Đó. Vậy thì bước thứ nhất này. Bước thứ nhất các em phải làm ở đây là chúng ta phải tìm giá trị tuyệt đối của hai cái thằng này, đúng không? Đấy, vậy thì giờ chúng ta đưa nó vào thôi. Trị tuyệt đối của trừ 38 này. Đó, trị tuyệt đối của trừ 38 thì bằng số đối của nó, tức là nó sẽ bằng 38 này. Trị tuyệt đối của 27 này thì nó sẽ bằng 27 này. Vậy bây giờ chúng ta thấy này, 38 này là số lớn hơn 27. Vậy thì giờ chúng ta lập hiệu thôi. Số lớn trừ số bé, tức là sẽ lấy 38 trừ 27, đúng không? Vậy thì 38 trừ 27 thì còn bao nhiêu? Đó, 8 trừ đi 7 thì còn 1, 3 trừ đi 2 còn 1, được chưa? 11. Đây sẽ còn là 11 này. Đó, sau đó ta lấy dấu này, dấu của cái số lớn hơn ở đây. Vậy thì dấu lớn hơn đây, số lớn hơn đây là 38, đúng không? Vậy thì dấu đây sẽ là dấu trừ hay dấu cộng? Dấu trừ hay dấu cộng? Đấy, các bạn chú ý cái này nha. Đâu là cái đấy rồi. Đấy, cái dấu ở đây thì chúng ta phải mang dấu của trị tuyệt đối lớn hơn, nó là dấu trừ 11 nha. Được chưa? Đấy, chúng ta nắm được cái nguyên tắc này nhá. Dấu của số có giá trị tuyệt đối lớn hơn đó, tức là chúng ta tìm ở đây 38 ra thì dấu của nó phải mang theo cái này. Được chưa? Rồi, tiếp theo câu B này. Câu B nhá. 273 cộng với trừ 123. Đó, vậy chúng ta sẽ bằng bao nhiêu đây? Thì các em cũng bước thứ nhất các em cũng tìm trị tuyệt đối. Thì trị tuyệt đối của 273 này thì sẽ bằng gì? Sẽ bằng 273, đúng không? Trị tuyệt đối của trừ 123 bằng số đối của nó, tức là bằng 123. Vậy thì 273 này lớn hơn 123. Nên chúng ta lập tích chỉ việc lấy 273 này trừ 1223, đúng không? Bằng 0 này, bằng 5 này, bằng 1 này. Được chưa? Vậy thì bằng 150. Được chưa? Đây là 150 đó nha. Rồi, dấu của thằng này sẽ mang dấu của giá trị tuyệt đối lớn hơn. Giá trị tuyệt đối lớn hơn ở đây là dấu gì? Dấu dương. Đó, nên chúng ta không cần viết dấu cộng ở đây. Vậy thì kết quả ở đây sẽ bằng 150. Được chưa? Các em đã nắm được chưa? Rồi, bây giờ các em có thể dừng video để các em kiểm nghiệm lại, nhớ lại những cái nội dung mà thầy hướng dẫn, và chúng ta sẽ tiến hành vào làm các cái bài tập.
Đầu tiên ta đến với bài tập 27 nha. Chắc đủ đã. Bài tập 27 này. Thì yêu cầu mình tính câu A này. 26 cộng với trừ 6. Đó. Vậy thì bây giờ chúng ta lại làm ra giấy nháp thôi. 26 ta lập vào trong trị tuyệt đối của 26 nè. Trị tuyệt đối của 26 bằng mấy? Bằng 26. Trị tuyệt đối của trừ 6 nè. Thì bằng số đối của nó, tức là bằng 6. Vậy thì 26 này lớn hơn trừ 6. Vậy chúng ta sẽ lập tích chỉ lấy 26 này trừ 6 thì sẽ bằng 20. Đúng không? Cái này bằng 20 nè. Giờ chúng ta xét đến dấu nè. Dấu của nó sẽ mang dấu của trị tuyệt đối lớn hơn, của số có trị tuyệt đối lớn hơn. Vậy thì ở đây số 26 này, nó là dấu dương, đúng không? Nên ở đây chúng ta không cần phải điền là cộng 20, chúng ta chỉ cần ghi 20 được rồi. Xong, rất là đơn giản đúng không? Đấy, chúng ta xem rất là nhiều những clip ở trên mạng, có rất là nhiều những clip mà người ta hướng dẫn các bạn loằng ngoằng, rất là khó hiểu. Đó, vậy thì chúng ta nhìn vào đây chúng ta làm được chưa? Thầy không có hoanh hoang, không có nỏ, không có gì hết. Nhưng mà thầy dạy với tất cả những cái gì mà mình có. Rồi, trừ 75 cộng với 50. Đó, vậy bây giờ trừ 75 cộng 50 bằng bao nhiêu? Chúng ta cũng đi lần lượt theo các bước. Bước thứ nhất, tìm trị tuyệt đối của trừ 75. Sau này các em sẽ không cần phải ghi ra như thế này, các em nhìn các em nhận ra được ngay rồi. Trị tuyệt đối của trừ 75 là các em biết nó bằng bao nhiêu rồi. Nhưng mà đây chúng ta đang làm tuần tự theo các bước, đúng không? Rồi, trị tuyệt đối của 50 thì bằng gì? 50. Đó, vậy thì vì 75 này lớn hơn 50 nên chúng ta sẽ lập được một cái tích ở đây, đúng không? Sẽ lấy 75 trừ 50. 75 trừ đi 50 thì sẽ còn 25, đúng không? Cứ ghi kết quả ra đây đã. Bây giờ xét đến dấu nè. Dấu của nó sẽ mang dấu của số mà có giá trị tuyệt đối lớn hơn. Vậy thì số giá trị tuyệt đối lớn hơn, tức là số 75 này nó lớn hơn. Vậy thì dấu của nó ở đây. Được chưa? Vậy thì phải là trừ, dấu trừ. Được chưa? Đấy, dễ như ăn cháo, đúng không? Được chưa nào? Rồi, chúng ta sang câu C này. 80 cộng với trừ 220. Đó. Và bây giờ chúng ta cũng làm tuần tự theo các bước. Sau này thì thầy sẽ không chi tiết từng bước như thế này nữa, do cái bài này thì chúng ta phải làm chi tiết để cho các em nắm nha. Ta lập trị tuyệt đối của 80 này thì sẽ bằng mấy? Bằng 80. Trị tuyệt đối của trừ 220 thì sẽ bằng 220. Vậy thì 220 này lớn hơn 80 nên chúng ta lập tích lấy 220 trừ đi 80, đúng không? 220 mà trừ đi 80 thì sẽ được bao nhiêu? 0, 12 trừ 8 bằng 4, 1. Được chưa? Đây chúng ta cứ ghi là 140 đó nè. Rồi bây giờ dấu nè. Dấu thì mang dấu của số có giá trị tuyệt đối lớn hơn. Vậy thì đây, đúng không? Trị tuyệt đối lớn hơn đây chính là gì? Dấu trừ. Vậy thì chúng ta phải đặt dấu trừ. Dễ như ăn cháo, đúng không? Xong nhé. Rồi chúng ta sang bài 28. Bài số 28 này. Cũng tiếp tục là các phép tính câu A này. Trừ 73 cộng với 0. Đó, vậy thì ở đây chúng ta nhẩm về trị tuyệt đối thôi nhé. Không có tính toán ra chi tiết nữa được không? Trừ 73, trị tuyệt đối của trừ 73 thì bằng 73. Đây là 0, đúng không? Số 0 này thì sẽ không có cái gì hết. Vậy thì trừ 73, 73 cộng 0 thì sẽ bằng mấy? Bằng 73, đúng không? 73 cộng 0 bằng 73. Bây giờ số 73 này sẽ mang dấu của số có giá trị tuyệt đối lớn hơn, tức là trừ. Được chưa? Rồi, câu B này.
trị tuyệt đối của trừ 18 cộng với trừ 10, 12. Vậy thì làm cái này thì trước hết các em phải biến đổi nó ra nha. Đây nó sẽ bằng này. Trị tuyệt đối của trừ 18 tức là sẽ bằng 10, 18 cộng với mấy? Cộng với mấy đây? Cộng với trừ 12 chúng ta giữ nguyên. Đó. Vậy thì bây giờ lại trở thành phép tính cộng 2 số nguyên khác, khác dấu, và các em lại lặp lại thôi. Hiểu không? Có thể có một số em không hiểu thì lại phải ở đây. Vậy thì trị tuyệt đối của 18 này thì sẽ bằng 10, 18 này. Trị tuyệt đối của trừ 12 này thì sẽ bằng bao nhiêu? 12. 18 lớn hơn 12 nên ta sẽ lập tích lấy 18 trừ 12. 18 trừ 12 bằng 6 này. Bây giờ dấu của nó sẽ mang dấu của số có giá trị tuyệt đối lớn hơn. Vậy thì số 18 này thì có phải điền cộng 6 đây không? Không cần thiết. Đúng không? Đấy. Được chưa? Rồi. Câu C này. 102 cộng với trừ 120. C. 102 cộng với trừ 120. Đó. Rồi bây giờ chúng ta muốn biết nó bằng bao nhiêu thì cũng nhẩm thôi. 102 trị tuyệt đối của nó thì bằng bao nhiêu? Bằng 102. Được chưa? Trừ 120 trị tuyệt đối của nó sẽ bằng 120. 120 này lớn hơn nên sẽ lấy 120 trừ 1002. Được chưa? Vậy thì đây sẽ bằng mấy? 10 trừ 2 bằng 8. 2 trừ 0 bằng 0, trả 1 bằng 1. Hết. Vậy thì đây sẽ bằng 10, 18 nè. Bây giờ lấy dấu nè. Dấu của trị tuyệt đối lớn hơn, vậy thì đây là dấu gì? Dấu trừ. Dấu trừ đúng không? Vậy thì kết quả đây phải là trừ 10, trừ 18. Được chưa nè? Đấy. Các em nhớ là những cái bước chúng ta làm cho nó nhuần nhuyễn nha. Rồi, đến bài số 29. Tính và nhận xét kết quả. Đó, chúng ta có tính và nhận xét kết quả câu A nè. 23 cộng với trừ 13. Đó, và bên này bao nhiêu? Trừ 23 cộng với 10, 13. Đó, bây giờ chúng ta sẽ tính từng cái một và chúng ta sẽ so sánh. Được chưa? Rồi, chúng ta sẽ tính nha. 23 trị tuyệt đối của 23 thì bằng 23 này. Trị tuyệt đối của ông trừ 13 thì bằng gì? 10, 13. Vậy thì 23 này lớn hơn 13 nên ta sẽ lấy 23 trừ đi 13, đúng không? Thì 23 mà trừ đi 13 thì bằng mấy? Bằng 10, đúng không? Đó. Và kết quả này sẽ bằng mấy đây? Bằng 10 nha. Đây sẽ là bằng 10 nè. Được chưa? Rồi. Tiếp theo ở bên này giờ chúng ta sẽ tính cho nó bằng bao nhiêu. Trị tuyệt đối của trừ 23 thì cũng bằng 23. Trị tuyệt đối của 13 thì bằng 13. Vậy thì 23 cũng lớn hơn 13. Vậy thì sẽ lấy 23 trừ 13. Vậy thì đây cũng sẽ có kết quả là 10. Đó. Nhưng dấu ở đây sẽ mang dấu của gì? Số gì đây? Số có trị tuyệt đối lớn hơn, tức là đây sẽ là trừ 10. Đó, vậy thì giờ chúng ta thấy ở đây giữa hai cái anh này như thế nào? Ta nhận xét. Vậy kết quả tìm được của hai phép tính là gì? Kết quả tìm được của hai phép tính sẽ là hai số gì? Là hai số đối nhau, đúng không? Là hai số đối nhau. Đây là trừ 10, đây là 10. Thì đó, rõ ràng là hai số gì đối nhau rồi. Rồi, tiếp theo. Câu B nè. Trừ 15 cộng với cộng 15. Câu B nhá. Trừ 15 nè. Cộng với nè. Cộng 10. 15 này. Rồi, và này,
27 cộng với trừ 27. Đó, bên này này. 27 cộng với trừ 27. Đó, chúng ta làm để chúng ta so sánh này. Được chưa? Rồi chúng ta xem ở đây. Trừ 15, trị tuyệt đối của trừ 15 thì bằng mấy? Bằng 15. Trị tuyệt đối của 15 cũng bằng 10, 15. Vậy thì rõ ràng hai cái này bằng nhau. Hai số này thì bằng nhau, không số nào lớn hơn cả. Vậy chúng ta cứ lập tích 15 trừ 15 bằng 0. 0 ở đây thì chúng ta sẽ mang giá trị tuyệt đối của thằng nào không? Không có mang số của thằng nào cả. Bởi vì sao? Đây là hai số gì? Đối nhau. Đấy, không phải lập tích như thế này, được chưa? Đây nó sẽ bằng gì? Bằng 0. Đó. Đây cũng sẽ bằng gì? Bằng 0, bởi vì đây là hai số gì? Đối nhau. Đó. Nên là không cần phải tính toán theo từng bước nhé. Đây lại rơi vào trường hợp 1, nó là hai số gì? Đối nhau. Vậy kết quả của phép tính này sẽ như thế nào? Vậy kết quả tìm được của hai phép tính đều gì? Đều bằng nhau. Tức là đây gì, nó đều bằng gì? Bằng không. Được chưa? Quá đơn giản, đúng không? Đó, và đây là trường hợp đặc biệt, đây là hai số gì? Đối nhau. Được chưa? Rồi tiếp theo sang bài 30. Còn giấy không? Rồi chúng ta sang đây này. Bài số 30 này. So sánh. Đó, giờ chúng ta so sánh này. Câu A này. 1, 7, 6, 3 cộng với trừ 2. Đó, so với đây là 1, 7, 6, 6, 3. Đó, vậy thì muốn so sánh được cái này thì chúng ta phải tính toán nó ra, đúng không? Chúng ta nháp vào đây. Vậy thì đây là trị tuyệt đối của 1, 7, 6, 3 thì bằng 1, 7, 6, 3. Trị tuyệt đối của trừ 2 thì bằng 2. 1,7,6,3 lớn hơn 2 nên ta sẽ lập phép trừ. Ở đây sẽ là 1,6,7,1. Vậy thì kết quả của nó ở đây sẽ là gì? Cộng. Nên chúng ta có cần phải ghi đây không? Không. Vậy thì đây sẽ được kết quả bao nhiêu? 1,7,6,6,1 này. 1,7,6,1 chúng ta so với 1,7,6,3. So với 1,7,6,3 thì như thế nào? Ai cũng biết là 1,7,6,3 sẽ lớn hơn, đúng không? Đấy, được chưa? Rồi tiếp theo câu B này, câu B âm tức là trừ 105 cộng với 5 trừ 105 cộng với 5, đúng không? Và bên này là trừ 105. Bên này là chỉ là gì? Trừ 105. Đó. Vậy giờ chúng ta xem nào. Ta tính toán cái anh này ra. Trừ 105 trị tuyệt đối ra thì sẽ bằng 105. Đây là 5. Vậy thì 105 này lớn hơn 5. Nên ta sẽ làm phép trừ. Vậy đây sẽ bằng mấy? Bằng 100. Vậy thì đây sẽ có kết quả bằng 100. Vậy thì dấu của nó sẽ mang dấu của giá trị tuyệt đối lớn hơn, tức là mang dấu trừ. Vậy thì đây sẽ kết quả bằng trừ 100. Trừ 100 mà so với trừ 105 thì trừ 100 sẽ lớn hơn. Dễ như ăn cháo, đúng không? Rồi tiếp theo, trừ 29 cộng với trừ 11. Đó, câu C này. Trừ 29 cộng với trừ 10, 11. Và bên này là trừ 29. Đó, vậy thì cũng tương tự như vậy thôi. Thì các em cũng tính toán ra đây. Ta sẽ có trị tuyệt đối của 20, trừ 29 bằng 29. Trị tuyệt đối của trừ 11 thì bằng 10, 11. Vậy thì 29 này lớn hơn 11, nên các em lập tích. Vậy thì đây sẽ bằng mấy?
vào máy đây. 9 9 9 cộng với 9 với 9 trừ 1 bằng 8, 2 trừ đi 1 bằng 1 à, đúng không? Có phải không? Không phải đúng không? Ở đây chúng ta xem nào, cái này là trừ 29 cộng với trừ 11. Đó, đây là không phải là hai số này, không phải là hai số gì khác dấu nha, đây lại là dạng hai số cùng dấu nè. Đó, nãy giờ thầy cũng bị nhầm này nè. Đấy, hai số đây là hai số cùng dấu, vậy thì hai số cùng dấu thì chúng ta lại cộng kiểu khác đúng không? Vậy thì đây sẽ bằng 29 cộng với bao nhiêu, cộng với 11. Đấy, nguyên tắc cộng hai số cùng dấu thì các em biết rồi, thầy sẽ không có nói nữa đúng không? Vậy thì đây sẽ bằng bao nhiêu? Đây kết quả sẽ là 40. Vậy thì 40 mà so với trừ 29 thì thằng này sẽ lớn hơn, được chưa? Rồi, như vậy thì đến đây chúng ta đã thực hiện xong về cái bài số 5. Và như thường lệ các em nhớ là đừng quên chia sẻ video và giới thiệu kênh của chúng mình đến các bạn đang học trong lớp nha. Rồi, tạm biệt các em.